Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Xin được hỏi một chút về cảm xúc của các bạn ngay trong lúc này. Ngọc Khánh, cảm xúc của Khánh như thế nào? Dạ, cảm xúc của em bây giờ thì chỉ muốn là lên sân khấu và cháy hết mình. Dạ. Chị thích cái cảm xúc này bởi vì khi mà mình vượt qua được cái sự sợ hãi và hồi hộp của mình á thì mình sẽ có một phần dự thi thành công, chị tin là như vậy. Thế còn với Tố Tố thì sao? Cảm xúc của em như thế nào? Dạ, bây giờ là em rất là háo hức tại vì đây là lần cuối cùng mình được trình diễn rồi nên là mình phải cố gắng. Cố gắng lên nhé. Thế còn Lộc Vượng thì sao nhỉ? Dạ, hôm nay em nghĩ là đã là đêm biểu diễn cuối cùng rồi, vì thế là không việc gì phải lo lắng cả, cứ cháy hết mình ở trên sân khấu thôi. Ủa vậy sao có mình tôi lo vậy ta? Không biết tại sao nhưng mà thực sự là khi ngồi ở đây trong hậu trường á, tự nhiên mình nhớ lại năm ngoái mình cũng đã từng có những cái cảm giác rất là lo lắng, nhưng mà đến khi mình ra sân khấu nhận được sự cổ vũ từ quý vị khán giả thì đúng là mọi lo lắng hồi hộp của mình đều tan biến. Chị ốc mong là các bạn sẽ giữ bình tĩnh để có những phần trình diễn tốt nhất trong đêm nay. Thưa quý vị, và tiết mục đầu tiên từ các thí sinh của chúng ta sẽ là một cái tiết mục nói về chuyện ghen tuông ở trong tình yêu. Thực sự á, xin hỏi trước cái này đấy đã. Trước khi nói tiếp đó là ở đây ai là người ghen nhất vậy? Ủa, Khánh hả? Phải em không? Tại vì nhìn Khánh trông Khánh hiền lành lắm, chị không nghĩ là Khánh lại ghen nhiều như vậy, ghen lắm hả? Dạ, nói chung thì em ghen có lúc có chỗ, đúng nơi đúng chỗ. À vậy hả, một khi mà đã ghen là tới bến đúng không? Vậy là chắc là em giống bạn nhảy của em rồi đó. Chứ chị biết là Huỳnh Mến là ghen cũng dễ sợ lắm. Quý vị biết không, bởi vì trong tình yêu á, không thể thiếu cái sự ghen tuông. Nhưng mà cái sự ghen tuông á, nó nhiều quá thì cũng làm cho người ta rất là sợ hãi. Nó chỉ nên một chút thôi, giống như là gia vị thôi. Và việc mà chúng ta sử dụng cái chuyện ghen của mình nó cũng giống như là mình uống thuốc vậy. Nó phải có liều. Quá liều cũng không được, mà ít quá thì cũng không xong. Tốt nhất là nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và đó chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền tải thông qua bài nhảy của Ngọc Khánh và Huỳnh Mến. Và trước khi đến với bài nhảy đầu tiên này thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng theo chân Ngọc Khánh về thăm gia đình của bạn ấy ở thành phố Đà Nẵng nhé. Bước xuống sân bay, mọi người rất là ngạc nhiên khi mà nhìn thấy Khánh thay đổi. Cháu của mình thì nó dậy khóc, khóc như mưa Đà Nẵng luôn. Nó không chịu cho mình bế cháu của mình đó mà còn không nhận ra, đừng nói người khác. Con Hẻm ở nhà mình đón Khánh như là một thần tượng. Người này thì tay bắt mặt mừng, người kia thì khen là bữa nay sao ốm quá, gầy quá. Hình của mình được treo đầy nhà, mẹ thì chạy ra ôm con khóc như mưa. Hai cha con ít khi mà gặp nói chuyện với nhau, nhưng mà hôm nay thì ba nói rất là nhiều. Mình là một người cháu đích tôn của cả tộc. Ba muốn mình có một sức khỏe tốt để mà gánh vác những công việc cho cả dòng tộc. Đến bây giờ thì ba cảm thấy là tự hào khi mà mình trở về với sức khỏe tốt hơn. Về thăm lại trường xưa, người nào người nấy ngạc nhiên. Trời ơi, anh Khánh kìa, anh đẹp trai quá. Trời ơi, giống như Hàn Quốc. Khi mà mình biểu diễn, trời mưa rất là to. Nhưng mà tất cả đều nán lại. Người thì thả tim, người thì hò hét, rồi người thì nhảy theo mình. Chỉ có hai mẹ con với nhau thì mình mới dám đưa được cái bụng của mình ra. Thì da nó nhăn nheo chạy xệ thì mẹ rất là xót rồi. Thì mình cũng trấn an là chắc là sẽ hết thôi. Nếu mà không hết thì đi cắt da cho hết. Thời gian mà hai mẹ con được ngồi riêng với nhau, lúc đó mình rất là buồn. Nhận ra là mẹ mình hôm nay rất là già rồi. Tóc rụng đi rất là nhiều. Và phải đội tóc giả để mà mọi người không có thấy được những cái không đẹp của mẹ mình. Mẹ nói với mình là mẹ muốn mình được tự hào, cũng như là được nở mày nở mặt với mọi người. Trước khi mình trở về thì mình có đem cơm tối cho ba. Ba đã quá cái tuổi lao động rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng kiếm tiền để nuôi cho cả gia đình. Vì ba mẹ con sẽ trình diễn đêm thi cuối cùng này thật tốt. Mình xin ba mẹ hãy tin con. Ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt con giang. Khiến ngày em giơ súng ngay tim bang bang.
em vẫn nghe anh bang bang, anh ngã trên sân bang bang, tiếng súng khi xưa bang bang, ta sẽ không quên bao giờ. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Huyền Mến và Ngọc Khánh thưa quý vị. Cảm ơn hai em. Rất là giỏi. À, thưa quý vị, thường là tiết mục mở đầu là người ta hay rất là áp lực về tâm lý. Nhưng mà hai bạn ra coi như là đằng đằng cái tinh thần thi đấu rõ ràng rất là đáng khen. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến phần trình diễn vừa rồi, chúng ta soạn ngay BN khoảng cách 01 và gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Mời Hà. Hà, anh cho nói trước về chuyên môn đi. Dạ, nói trước. Ok. Hồi nãy anh cũng không có nghe, em mời ai. Okay. Bài này có rất là nhiều điểm tốt trong cái bài này nhá. Nhạc nè, trang phục nè. Và Ngọc Khánh, em có một người partner biên đạo tuyệt vời và đẹp. Và cũng có mấy cái effect trong cái bài này cùng với kết nối với cái động tác và mấy cái giúp mấy cái điểm, có điểm nhấn, đúng không? Cái phần Latin rất là tốt, rất rất tốt. Anh chỉ cần, anh thấy rõ trong cái phần lúc mình nhảy, mấy cái động tác nhảy ở ngoài cái phần Latin, là anh không biết em bị tâm lý hay gì đó, vì em là thí sinh đầu tiên. Nhưng mà em đừng sợ, em phải tự tin nhá. Mạnh hơn, còn một bài nữa, mạnh hơn, tốt hơn nhá. Nhưng mà nói chung là rất là ổn đúng không John? Ổn nhưng mà Thiếu cái gì đó chút xíu. Yes. Uh-huh. Yeah. Mạnh hơn một chút xíu nữa. Nói đi quý vị, thương hai bạn này là cái bài vừa rồi là tiếng hát của Ngọc Khánh Lương. Yes. Mới đi thu âm. Dạ, chỉ đúng cái đoạn beng beng là của em thôi. Dạ. 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 Nhưng mà mấy cái phần Latin, cái động tác Latin thì lúc kết hợp với nhau thì rất là nhuần nhuyễn. Dạ. Yeah. Lúc mà kết hợp với nhau thì rõ ràng là hai bạn chắc chắn là sẽ có một sự tập luyện kỹ lưỡng hơn là khi mà đứng tách ra. Bởi vì khi tách ra thì Hà thấy là Khánh có lẽ là hơi lo lắng một chút hoặc là hơi run, cho nên là mình chưa làm chủ được động tác của mình. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là không hay. Mình chỉ nhắc nhở để một lát nữa bài sau hay là còn những cái phần trình diễn sau thì bạn sẽ tập trung, bởi vì bài diễn của mình không dài, nó rất là ngắn, thành ra là mọi người sẽ tập trung từng giây một ở trong bài nhảy của mình. Đừng để mọi người sao nhãng về cô gọi là người huấn luyện viên của mình. Bởi vì mình là thí sinh và mình đừng có phụ thuộc lắm vào huấn luyện viên. Dù huấn luyện viên tài giỏi, mình vẫn phải tỏa sáng theo cách của mình. Nhưng mà rõ ràng những khi mà bạn là người gọi là cái giá đỡ cho huấn luyện viên của mình, hoàn toàn là một người không chuyên nghiệp, chỉ có vài tháng tham gia vào bước nhảy ngàn cân, nhưng mà thực sự bạn làm cho Hà nhìn thấy là Hà không phải lo sợ khi mà bạn đỡ Huỳnh Mến tung hay đá tất cả những cái chiêu trò trong bài nhảy của mình rất chắc chắn, và may đó là những cái điều mà bạn làm tuyệt nhất ở trong bài. Yes. Cho nên là nó đã kéo lại hết tất cả những cái lỗi rất nhỏ của bạn lúc nãy. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn Hà Hồ. Thưa quý vị, tại sao cái đoạn đầu bạn hơi bối rối? Thưa quý vị, máy móc xe cộ, chúng ta mới mua về chúng ta còn chạy rô đai mà làm sao đề mà đã lên máy được liền. Nó nhẹ nhẹ từ từ, sau khi mùa đông đã đi qua, máy nó nóng, đoạn sau nhảy nó mới phèn phèn, đúng không quý vị? Dạ. Bây giờ chúng ta hãy nghe ông Bục phán đây. Dạ, mời ông Bục. Thấn Thành cài đặt hay quá.
Thật ra thì Hương rất thích cặp đôi này từ đầu mùa tới giờ. Những cái bài thi khó và những cái phức tạp nhất là được trưng trổ hết. Với cái bản thi ngày hôm nay, nhạc hay, trang phục đẹp, bài thi ấn tượng, nhiều động tác phức tạp, biểu cảm chuyên nghiệp. Đó, Hương chỉ thấy vậy thôi. Còn những việc còn lại hả? Forget it. Yes. Cũng không đáng là bao đúng không anh? Dạ vâng. Thưa quý vị, rõ ràng là một tiết mục mở đầu như vậy là thật sự là rất là tuyệt vời. Và hy vọng rằng là bạn cũng sẽ rút kinh nghiệm được những lời chia sẻ của giám khảo Hà Hồ và John Huy để mình bình tĩnh hơn, tự tin hơn. Và chắc chắn là cái phần trình diễn thứ hai sẽ chinh phục mọi người nhiều hơn. Nha. Một lần nữa thưa quý vị, BN khoảng cách 01 gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Bình chọn ngay cho Ngọc Khánh và Huỳnh Mến thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số của ban giám khảo dành cho tiết mục này. Mời John. Bài này, lúc nãy anh Chánh Thành nói forget it, đúng không? Forget it là bỏ quên, anh không bỏ quên được. Nhá. 9 điểm. 9 điểm để mở đầu cũng là một con số rất là lớn. Tại vì nếu như không ai vượt qua các bạn thì 9 điểm sẽ là điểm số cao nhất. Tôi tin chắc là như vậy. Mời Hà Hồ. Hà ấn tượng với bạn từ đêm đầu tiên và cho đến tận đêm nay thì vẫn là một Ngọc Khánh, gọi là lúc mà Hà nhìn thấy cái đêm đầu tiên đó, làm cho mình rất là cảm xúc, hình như lúc đấy Hà có rơm rớm nước mắt vì bạn nữa. Cho nên ngày hôm nay khi mà nhìn thấy bạn trụ lại đến vòng này và bạn luôn luôn cố gắng như vậy, thực sự Hà rất là cảm kích. Và là một giám khảo nữ duy nhất cho nên Hà vẫn phải là một người phụ nữ cho bạn điểm. Hà cho bạn 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Dạ mời ông Bụt. Một cái người chuyên môn giỏi như vậy mà còn cho 9 điểm thì người dở như Hưng chỉ có đầy, chỉ có cảm xúc thôi, chỉ có cái nhìn quan sát của khán giả thưởng thức, cho nên là không khó để lấy điểm 10. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là họ nhận được điểm 10 đầu tiên với tiết mục biểu diễn đầu tiên. Đó cũng là một cái kỷ lục mà họ có thể nói là khó có những cuộc thi nào mà có thể làm được với thí sinh biểu diễn đầu tiên. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho Ngọc Khánh và Huỳnh Mến thưa quý vị. Điểm trung bình đến từ giám khảo là 9,5. Chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem hành trình giảm cân của bạn Ngọc Khánh. Quý vị hãy cùng hướng mắt về màn hình nhé. Mình là Võ Ngọc Khánh, đến từ Đà Nẵng. Cái kỷ lục cân nặng cao nhất của mình là 120kg. Từ nhỏ mình theo đuổi cái bộ môn judo của thành phố Đà Nẵng. Mình phải đôn cân, từ cái hạng cân nhỏ mà phải đôn hạng cân lên tới 100. Bài tập của huấn luyện viên rất là nhanh, ép cái thể lực thành. Tới nhà chung thì ăn một ngày 3 bữa, đói, cồn cào, rất là mệt mỏi, muốn cáu với tất cả mọi thứ. Thử thách trên biển đối với Khánh đó là một cực hình. Có một chuyện xảy ra rất bất ngờ đối với Khánh, đã bị bong gân. Ngay tới lên núi là ớn lạnh xương sống rồi, chân thì đau. Trên người thì vác rất là nhiều nước. Khi mà đi gặp ghềnh thì nó lại tái phát. Cái cơ bụng rất là đau và rất là khó chịu, giống như là sắp đẻ vậy. Không muốn tập nữa, rất là mệt, rất là mỏi. Nhưng mà phải cố gắng theo được cái bài tập đến cuối cùng. Cái ngoại hình của mình bây giờ nó lật sang một trang mới hoàn toàn. Rất là vui khi mà mình đã có một sức khỏe hoàn thiện. Quý vị, đó là một quá trình lột xác ngoạn mục. Và bây giờ chúng ta hãy xem là bạn giảm được bao nhiêu cân. So với lúc ban đầu bạn dự thi là 111kg, thì cho đến ngày hôm nay sau 11 tuần, số ký của bạn là 82,8kg. Tổng số kg giảm được là 28,2kg. Tương đương với
25% cơ thể. Có nghĩa bạn đã bỏ được một góc tư trọng lượng của mình ra khỏi cơ thể. Và thưa quý vị, điểm giảm cân của bạn được tương đương là 2,5. Và cộng với điểm của giám khảo, điểm của bạn hiện nay là 12 điểm. Xin chúc mừng cho Ngọc Khánh. Một sự khởi đầu không tệ. Chúc mừng hai em. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.